để cho Nguyễn Duy Tân là bắt buộc là ngày hôm nay đã phải tháo gỡ những cái tin đó lên, là tin đó xuống. Đó là một điều là rất là mừng, là các anh chị em nhà mình và mọi người chia sẻ cũng không phải là thừa, đúng không ạ? Cũng tác động rất là mạnh đến với lại con người Kiều đã là dân chủ vậy mà xuyên tạc đất nước thì các anh chị biết rồi, chuyện gì nó làm được. Cho nên là mong các anh chị và các diễn đàn cũng lên, mình cũng lên là chia sẻ thật mạnh để cho những người không biết. Bịa đặt và làm bôi nhọ quê hương đất nước vào lúc 8 giờ sáng nay là em nhận được tin. Vâng ạ, cho 8 giờ sáng nay là em nhận được cái tin là đấy, chúng nó tuyên ông nói là bác tổng bí thư nguyên tổng bí thư Đỗ Mười. Bác em chào chị ạ. chào em. Chúng chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn của Trần Toản nhé. Dạ, vâng ạ. Đâu có dễ mà đâu có dễ gì cho Nguyễn Duy Tân, thích lên thì lên mà thích đăng thì đăng mà thích gỡ thì gỡ. À, đấy, vâng. Không phải đơn giản là anh thích đăng, anh vui thì anh đăng, anh buồn anh gỡ, không phải vậy. Đã có rất nhiều anh chị em lưu lại cái bài của Nguyễn Duy Tân. Chúng đã ngang ngược. Chúng đã ngang ngược trên cái đưa lên trên cái cộng đồng mạng này thì ta cũng phải tấn công chúng đến cùng. Không phải mà để chúng lộng hành, chúng thích thì chúng chào Trần Hải, chào Tạ Đình Đề. Chúng thích thì chúng đăng, diễn đàn không phải của chúng. Dạ. Cái xã hội này, cái đất nước này không phải riêng một mình nó, không phải của nó. Mà nó để cho nó lộng hành. Cũng nghe mấy anh chị em nói là nó gỡ bài xuống. Gỡ làm sao được? Dạ. Nó là thuộc vào cái thành phần mà cặn bã của xã hội. À, thành phần mà không không có cái gì để mà ví được. Mà để chúng đưa Vâng. lên, chúng thấy vị chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa tạ thế một cái là bắt đầu Dạ, chuẩn năng tuyệt. đã là đưa cái ngồi cái tay lên cái bàn phím Tốt được đó. Vâng. để coi như là làm để coi như là gõ bàn phím. Cái dạng người đó thì làm sao mà ta để cho nó vẹn toàn được, ta để cho nó chạy trốn một cách ngon lành vậy được, ta để được. Vâng. Tại vì là biết làm sao không, bây giờ mình đang cái lúc này, trước khi mà vị chủ tịch nước qua đời ấy, là vị chủ tịch nước đã có những cái lời trăn trối lại cho dân tộc Việt Nam là cái ngày trung thu của các cháu, để cho các cháu nó hưởng trọn cái ngày trung thu. Ta không nên làm quốc tang đúng vào ngày này, cho nên là nhà nước dời lại vào ngày ngày mai ngày mốt, cho nên là chưa chưa có đưa quốc tang. Mà chúng đã kiếm cái cớ, chúng nói là vị tổng bí thư Đỗ Mười, cố tổng bí thư Đỗ Mười qua đời, Vâng đấy, tại vì anh em rồi. toàn có là nói thì tất cả các bạn thông cảm. Ở đây cũng có những người nhiều tuổi và cũng có những người ít tuổi, các bạn thông cảm cho mình nói câu này. Chứ còn
cái bọn mà đăng những cái sa tút lên trên mạng mày chống phá nhà nước, toàn cái bọn là cái bọn lè lè lưỡi liếm đít người ta không à, cứ đợi người ta mà để hở ra là lè lưỡi liếm không à. Chúng toàn người ta đang đang mới bắt đầu đi vào bệnh viện để điều dưỡng sức khỏe mà chúng đã đồn người ta mất rồi. Tôi Vâng, cũng đúng chả rồi. chả biết là bọn này nó có phải con người không, có phải não người không, hay là nó là não bò không biết nữa. Chỉ là não bò thôi thì mới là con cái loại như vậy thôi, còn là não chó mà con chó nó rất trung thành với chủ, cho nên không thể ví bọn này là con chó đâu, chỉ ví là con bò. Loại loại gì đâu mà người ta mới vào bệnh viện thôi, người ta điều dưỡng sức khỏe Chào Đình những Hiệu. người già, Và những người già như là vị cố cố tổng bí thư Đỗ Mười, nên là già bằng tuổi ông già nhà mình rồi, thì chuyện đi và viện điều dưỡng sức khỏe là chuyện bình thường, có gì đâu. Mình năm mươi mấy tuổi này mà cần đi viện điều dưỡng sức khỏe liên tục, tức là các cụ năm nay 80 90 tuổi đầu rồi, trái nắng trái trời là chuyện bình thường, có gì đâu. Toàn nó đưa tin để làm xôn xao dư luận, đấy toàn đấy chị có ạ, à, đấy là cái bọn nó là xấu xa, nó bị ổi, cho nên là em muốn mở diễn đàn này và mình nói về cái chủ đề đấy chị, để cho tôi nhiều là người biết. tôi rất là bức xúc, tôi là kịch liệt lên án những cái người, kể cả là dân chủ quậy, kể cả là chống cộng cực đoan, kể cả là chống cộng nửa mùa, tất cả những cái loại chống cộng đó nha, là tôi kịch liệt phản đối khi đưa những cái sa tút lên trên mạng không đúng sự thật, bẻ cong sự thật, xuyên tạc, nói xấu mọi người, kể cả là người sống lẫn người đã tạ thế, là tôi kịch liệt phản đối và yêu cầu bên chính quyền, bên công an và chính quyền của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tìm cho ra những cái đứa nào mà đưa những cái sa tút nói xấu cá nhân bất cứ một ai, không ngoại trừ tất cả những người nào mà đưa những cái ta sa tút lên đây mà nói xấu tất cả các vị tổng thống, hay là các vị bí thư hay chủ tịch nước, hay là thủ tướng, hay tất cả mọi người, hay là những người trong bộ máy chính quyền, là đề nghị những anh công an cảnh sát, hay những người mà có những cái Trách giữ nhiệm trật ạ. tự an ninh cho đất nước, Vâng. hãy truy tìm cho ra trước hết là thằng Nguyễn Duy Tân, sau nữa là mấy cái sa tút mới ra ngày hôm nay. Tôi đề nghị tất cả mà công an chính quyền hãy tìm cho ra và cho chúng nó vào chuồng hết cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn nhìn thấy những cái loại mà đã vấy bẩn cho xã hội. Tôi không muốn nhìn thấy. Chúng tôi kịch liệt phản đối. Đầu tiên là Nguyễn Duy Tân, sau đó là cái nick Nguyễn Đệ, và còn nhiều những cái nick khác đưa những cái sa tút khi đất nước bắt đầu sơ hở một tí gì, dù to hay nhỏ, là bẻ Vâng. cong, bóp méo, xuyên tạc. Chúng tôi, tất Đến cả những anh từ em, tin buồn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cả đất nước mình đang rất là buồn, đang thương đau bác, tưởng nhớ đến bác, thì nó lại cái sáng nó lại tiếp tục đăng cái về của bác nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Thì nguyên một cái đó là chúng nó đã làm cho xáo trộn rồi cái hình đất nước mình rồi, bà con rồi anh chị em cái thứ xôn xao lên chị ạ, à, đó là những cái điều mà mình phải phản phản đối. vì cái vị Bà mà nhớ được nguyên rồi. nguyên nguyên tổng bí thư Đỗ Mười đấy, là mình nhớ không lầm là phải xấp xỉ tuổi ông già nhà mình, xấp xỉ tuổi ông già nhà mình. Dạ. Chắc có ít hơn, nếu ít hơn ông già nhà mình mấy tuổi,
Mà ông già nhà mình thì già rồi, 90 mấy tuổi, gần 100 tuổi rồi, thì đương nhiên là các cụ là chuyện trái nắng trở trời, chuyện đi bệnh viện là chuyện bình thường, có cái gì đâu, đừng có xuyên tạc. Nếu chúng mày ở nửa bên kia trái đất nhá, nửa vòng trái đất nhá, thì chúng ta chưa không nói làm gì, bởi vì chúng mày cay cú, chúng mày thua, chúng mày cay cú. Còn những cái thằng mà nội đang ăn cơm Việt Nam này, đang sống ở trong Việt Nam này này, đang được hưởng Tao dưới chỉ cái phải chế yên độ ta. xã hội chủ nghĩa này này, đừng có mà xuyên tạc, đừng có mà xuyên tạc, chúng tao không muốn nghe, tao không muốn nghe chúng mày xuyên tạc. Mà chúng mày xuyên tạc thì chúng tao sẽ tìm mọi cách để kiếm được chúng mày luôn, để trình báo với công an. Còn không để cho chúng mày lộng hành, chúng mày đây không phải là nhà, là cái đất nước Việt Nam này không phải là cái nhà riêng của nhà mày, không phải của riêng cá nhân mày. Để mày thích làm gì thì mày làm, cái mạng xã hội này của toàn thế giới, không phải của riêng mày, mà mày thích đăng cái gì mày đăng. Ha, Nguyễn Duy Tân nhá, không phải thích đăng cái gì thì đăng, mà thích bỏ xuống thì bỏ nha. Thế cho nên là chúng nó rất là sợ cái an ninh mạng đấy chị. Nó cực kỳ nó sợ an ninh mạng. Nếu như chị em mình là người yêu nước chân chính, đúng không ạ? Mình viết lên và nói lên những cái lời chân chính thì chị em mình đâu có gì phải sợ đâu, cả nhà mình đâu có gì phải sợ đâu, đúng không ạ? Như bọn nó là bọn xuyên tạc, ăn không nói có. Đấy, cùng mong là đây cả chị Mỹ Dung và nhà mình cất lên tiếng nói để vạch mặt chúng nó đi. Cái sáng nay, cái sáng ra mà chúng nó đăng những cái status là nói là bác Tổng Bí thư Đỗ Mười đã mất và qua đời. Rồi sau đó ở dưới thì nó còn ghi là đấy, đất nước Việt Nam đang chuẩn bị sụp đổ. Đây chị thấy là có phải là như thế là nó đã làm cho lòng người bị xáo trộn không? Chúng Cho đang nên là phải lên. bởi vì chúng á, là kêu gọi từ ngày ngày 10 tháng 6 thì mình không không nói đến đi. Từ qua cái ngày 10 tháng 6 đến giờ, chúng kêu gọi nhân dân Việt Nam không để vào lỗ tai không ai nghe. Những người dân mà người ta yêu cái chế độ này, người ta không thèm nghe, người ta không bỏ vào lỗ tai, cho nên chúng đang bị thua lỗ rất lớn, chúng đang bị quê, chúng đang bị coi như là bị xấu hổ cái mặt đó, cho nên chúng càng càng xấu hổ bao nhiêu thì chúng lại càng kiểu như là con cá mà nó vào lưới đấy em, nó dãy 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 dãy, càng Vâng. dãy càng xày vẩy, càng chóc vẩy, chúng càng dãy càng bị chày ra chóc vẩy, chúng không 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 có dễ mà Vâng, làm dạ sụp vâng. đổ được cái chế độ của chúng tôi đâu. Tôi rất là bực mình từ hôm qua đến giờ, tôi đọc cái status của thằng thằng Nguyễn Duy Tân là cái nóng máu, Nguyễn Duy bởi vì Tân. nó ít hơn chỉ Dung 1 tuổi, nó À sinh năm vâng. 1967 hay 68 ấy, ít hơn mình tuổi gần thằng thôi. Vâng. Chỉ có trừ những người mà dưới cái quyền của nó, và dưới cái có nghĩa là nó xỏ dây vào lỗ mũi nó dắt đi thì gọi chúng nó là bề trên, còn chị nó chỉ là bề trên ở cái nhà dòng của nó thôi, còn nó đi ra ngoài nó vẫn là người bình thường, cởi cái áo tu ra vẫn là người bình thường, không có nghĩa là đi ra ngoài anh cũng vẫn được người khác là cha mấy chú, không có cửa đó đâu. Riêng chị ở trong nhà thờ thì ai Chào gọi chị xung thì quanh không nhé. biết, nhưng em đã mặc chiếc áo sơ mi, mặc chiếc quần tây bình thường, em đi chiếc xe máy ra đường, em giống chị, giống tất cả người khác, em chỉ là người của xã hội bình thường, chỉ được Ơ quyền nhưng gọi mà bằng em thằng. lại ngăn lời chị này. Vâng, đúng rồi, em lại ngăn lời chị này. Nếu như hẳn như là những vị cha khác thì là chị em mình không nói gì. Nhưng mà với Nguyễn Duy Tân thì bây giờ thằng hay là thằng tối đồ đi chị ạ. Bởi vì nó đã như vậy rồi thì em nghĩ là không còn là gì mà tôn trọng cả chị. Đến em với ý tuổi của chị mà em vẫn gọi nó là thằng. Thằng Chị biết này nó nó là làm những tội cái đồ trò dân bỉ tộc ổi như rồi. vậy. Và nó là tội đồ rồi chị, không phải tôn trọng đâu.
theo em là như vậy. nó là tội đồ của dân tộc, cho nên là chị tha thiết kêu gọi tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng hãy chung sức đồng lòng, hãy cho mỗi người một lời một câu nói để đến tai cho những vị chính quyền của Anh An tỉnh Linh Đồng và Nai chính quyền để đưa thằng này ra pháp luật càng sớm và càng cán bộ tốt, cũ nha. không để cho Anh nó chào có anh Thảo Vũ ạ. không để cho nó có cơ hội để nói xấu bất cứ một người nào nữa. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, Dạ. bấy nhiêu để kêu gọi tất cả các anh chị em, tôi tha thiết đề nghị tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng, những người yêu chế độ này hãy kịch liệt phản đối thằng Nguyễn Duy Tân. Đề nghị công an cho Nguyễn Duy Tân vào dọa càng sớm càng tốt để cho trong sạch cái tỉnh Đồng Nai này. Vâng, em cũng là rất là cảm ơn chị đã cũng là cất lên những tiếng nói như bọn em, cũng là động viên cho bọn em để bọn em cùng đấu tranh với lại những cái luận điệu xuyên tạc của bọn phản động quê hương đất nước mình. Và đấy, nhất là đấy trong mấy ngày nay, còn Nguyễn Duy Tân là trước nó cũng đăng rồi, nhưng mấy ngày nay đấy mà cái lúc mà đất nước mình đang rất là buồn thì nó lại tiếp tục như vậy, nó xúc phạm đến cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì những cái điểm vừa đó là em cũng rất là cảm ơn chị mà cảm ơn cả nhà, mỗi anh chị em cất lên một tiếng nói để vạch mặt tên tội đồ Nguyễn Duy Tân, để cho nó phải ra trước ánh sáng pháp luật để nó trả giá về những cái hành động và những cái xúc phạm đến cố chủ tịch nước Trần Đại Quang ạ. Chào bạn Đại Quang nhá. Thôi bây giờ cho xin phép nhường diễn đàn để cho người khác, mỗi người có lên một tiếng nói để góp sức cho góp một chút sức nhỏ mọn để cho đất nước được bình yên hơn, để cho để đẩy lùi những tội phạm và đẩy lùi những kẻ mà xuyên tạc đất nước, bóp méo sự thật. Xin cảm ơn Vâng chân ạ, thành nhé. em cảm ơn chị nhé, chúc chị sức khỏe chị nhé. Biết là thông tin là như vậy để cho các anh chị em mình cũng không phải đi hỏi đâu và nghe theo cái bọn phản động đấy nó đăng lên trên cộng đồng mạng ạ. Vâng, đây em đang mời anh Nguyễn Hùng nhé.